nay ra thăm vườn cà phê. Người bạn làm rất đạt trong một năm trên 5-6 tấn một hecta. Vì bằng ta làm xa vít đấy ta làm đấy chúng ta giờ có giờ cái phê này hiện mà một bộ phê bộ đấy là bộ béo phê đặt nó đấy ta giờ tôi lên đây có một mình nó nằm mẹ lại giờ cái ba đây lên lên đây như hắn như đấy lên lên hay vậy ta nó hôi bên ta đặt lại đơn hình cái này là đơn ta lên luôn hay ta làm vì bằng ấy chuyển thấu ta lên 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 này, người ta hôi đặc lệ, rượu, bộ hộp béo phe này bao đi, bao đi, quần của phe này đôm đâu lại, đôm bao lại, xà bao, xà bao, xà bao này lại phân lục xà bao, lâm xà vật lệ là, lục xà bao, lục xà bao. Tua bẹn nên tua bao tua bao, cào bẹn cào luộc cào bao, cào cào bao, làm cho thôn có thu nhập ta lệ ta lệ, ta thu như gặp ba bốn tấn đấy, ba bốn tấn, ba bốn tấn đấy bốn máu, sập bao ấy, sập bao, tôi muốn bốn máu. Phần làm sập bao ăn là mà tu chụp luôn nửa bậc ca dân lim mừng tháng năm rồi tháng 11 dùng vượt lại lại dân lim nó vẽ nhân hồi tám mò đu rồi em lò vượt lại dân phang tao lại hoa tao mò tao cái tao về tao ba đến tự vượt lại gì như mà lại mệt lại mệt lại bỏ những cái này bỏ mò lầm mà vượt lại gì như xa xa thôn tao thu hoạch lầm xa bờ còn 4 tấn, 5 tấn hay 4 tấn? Ta lại tự 4, ta lại ít như 4 tấn. 4 tấn. 4 tấn làm sạch kỹ, ta tin anh như hội là 40 nữa nè. 186. Hội là nó 30 nữa nè. 4 tấn nó chỉnh 120. Năm lấy. Ta đạp 3 thôm mà hội là 30 chứ. Tự chiến trúc. Tuần vài chục mình đấy như là 1 màu lúa. Ta phải ta lại kỹ nhé. Hội là kỹ như 40 đẹp hà. Hội 30 đẹp hà. Đi mình ba hay có hiểu em đỡ hơn phê này họ kết rồi ta dạ dạ hiểu ạ bởi nhằm mà có phê ba bởi dây luôn hả nhằm bên ta sống một ối chập luôn lần này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạm thì bằng thế, mà chạm cho bằng vui hay chứ. Mà lấy chân chạm thế nào không có. Cặp bằng anh coi như không có bằng, chứ có ai nằm có lấy châu chạm thôi. Chắc cái bộ xôn mới cho hơi đi cho thôi. Nhìn thấy nó đâm đâm quá bà con. Còn lên nhìn thấy nó đặc không?